Sản phẩm bao gồm 6 món, gồm một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn ngồi và một bàn kẹp. Đầu tiên là chiếc ghế dài với chiều dài là 204 cm, độ sâu lòng là 53 cm. Mặt ghế được thiết kế theo kiểu khung tranh, có khung bao dày dặn, ván dày 1,2 cm. Và như mọi người thấy ở đây, bộ bàn ghế này được chế tác từ gỗ hương vân Nam Phi, một dòng gỗ có tính chất vân cực kỳ đẹp, vân gỗ cực kỳ bắt mắt. Phần ghế dài này có bao phần tựa lưng chạm tứ quý, rất là sắc sảo và có độ dày chắc chắn cứng cáp. Tay ghế được các nghệ nhân thiết kế theo dạng cong, mang lại cảm giác mềm mại khi chúng ta ngồi. Tay cột 12 mang lại cảm giác rất là bề thế và sang trọng cho không gian phòng khách của chúng ta. Và phần trên được thiết kế chạm đào theo kiểu đào ôm lá, mang hữu ý của quả đào tiên, mang lại sự may mắn và tài lộc cho gia chủ. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh hơn về chiếc ghế để cho mọi người có thể thấy được chi tiết hơn. Được thiết kế khá rộng để chúng ta có thể để được những khay như là khay nước, khay quả hoa quả để mời khách. Và bên sân đông chúng em còn thiết kế thêm một lớp kính dày dặn để chống trầy xước trong quá trình sử dụng. Kích thước của chiếc bàn này làm gần có chiều dài là 1m36, chiều ngang là 66 cm. Phần dạ bàn có các điểm nhấn là các hoa văn vô cùng đẹp mắt. Với chiều rộng là 88 cm, độ sâu lòng là 53 cm, với thiết kế tương tự như chiếc ghế dài. Và một chi tiết tiếp theo không thể thiếu trong bộ sản phẩm này là chiếc bàn kẹp với kích thước là 48 x 38 cm. Chúng ta có thể dùng chiếc bàn này để đựng những đồ mỹ nghệ hoặc các sách sách báo để tăng thêm độ thẩm mỹ trong không gian phòng khách của mình. Cuối cùng là chiếc ghế đôn ngồi được thiết kế theo kiểu khung tranh tương tự như chiếc băng dài với kích thước là 38 cm hình vuông.